Á hậu Hoàng Oanh, tôi vỡ mộng hôn nhân khi sang Singapore sống cùng chồng Tây. Nhân dịp quốc tế phụ nữ vừa qua, Á hậu Hoàng Oanh bất ngờ đăng ảnh trầm tư, đi kèm với dòng trạng thái gây hoang mang, chúng ta đều coi thường những điều nhỏ bé, cho đến khi nhận ra giọt nước cũng có thể làm tràn ly. Ngay dưới phần bình luận, nhiều netizen cảm thấy khó hiểu, một số người còn cho rằng nữ MC và ông xã ngoại quốc đang gặp trục trặc hôn nhân. Nhất là ở thời điểm hiện tại, Hoàng Oanh và con trai đang ở Việt Nam, còn chồng lại một mình về quê nhà ở Mỹ, nên càng khiến fan hâm mộ lo lắng và nửa tin nửa ngờ. Không để mọi chuyện đi quá xa, Hoàng Oanh ngay lập tức có động thái đáp trả. Phủ nhận tin đồn ly hôn chồng, cô viết, chỉ là những câu nói hay chạm lòng người nên mình chia sẻ thôi cả nhà ơi. Tuy hôn nhân vẫn vô cùng tốt đẹp nhưng cách đây không lâu, Hoàng Oanh cũng đã chia sẻ về cuộc sống với chồng con ở nơi đất khách quê người. Mang con sang Singapore, nàng hậu cũng gặp nhiều khó khăn như bất cứ cặp vợ chồng nào. Cô nàng tiết lộ chung sống với bạn đời là một thử thách và không ngại thú nhận rằng mình đã vỡ mộng hôn nhân, nhưng nó không phải là gì đó quá tệ vì chồng mình cũng là người yêu gia đình, có trách nhiệm. Anh chỉ có nhiều tật xấu thôi. Những tật xấu đó thì mình làm sao dám chấp nhận và làm dịu xuống, vì thực ra bản thân mình cũng không hoàn hảo. Hoàng Oanh chia sẻ, may mắn cho nàng hậu là vẫn còn một anh chồng tâm lý, sớm nhận ra vấn đề và cũng nhiệt tình hỗ trợ vợ. Từ lúc đó, Hoàng Oanh dần tìm lại được sự cân bằng, lấy lại tinh thần vui vẻ và tận hưởng cuộc sống hơn. Sau những khó khăn, vất vả từ khi mang thai, sinh con đến đoàn tụ với chồng, đến hiện tại nhìn lại, Á hậu Hoàng Oanh cũng không ngờ việc có con có thể khiến bản thân trở nên mạnh mẽ, kiên cường đến vậy.